Một ngã này. Hai ngã này. Ba ngã này. Bốn ngã này. Năm ngã này. Sáu ngã. Anh sai hơn tí nữa được. Bao nhiêu ạ? À? Đây anh quay ạ. À? Vâng vâng cũng được. Hơn tí đây. Đặc sản Lạng Sơn nhá. Đi qua rồi chứ nhìn thấy ngon quá lại quay lại. Anh ăn đi không? Có cho em xin đi. Anh ăn đây thì em đi đưa cho anh còn. Kèm thêm mấy cái âm thanh để nghe nó mới hấp dẫn. Đừng chụp em vào là được nhá. Ôi, làm ruộng. Hãy gọi cho chúng tôi để được phục vụ tốt nhất với tiêu chí giá người nhà, khách hàng là người dân. Hương vị chân gà không nước mắt, gà béo xôi, xôi chim, ếch chiên, ếch xào củ dưới, cá mòi qua, thạch xả với bột. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách những món ngon của Việt, giá cả hợp lý chất. Không, anh lấy một cái này thôi, mình nhá ít người.